Nếu các bạn có khoảng 55 triệu mà các bạn muốn mua một chiếc xe vừa chở hàng vừa chở người, chở được 5 người và khoang chở hàng chở được 700 kg, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm hoàn toàn mới, một cái sản phẩm mà theo mình đánh giá là một trong những chiếc xe vô cùng tốt trong cái phân khúc giá dưới 270 triệu nếu các bạn trả hàng. Đây là chiếc xe hoàn toàn mới của TMT, chiếc xe minivan mà hiện tại nó đang được ngóng chờ rất nhiều bởi những cái người đam mê xe trên đất nước Việt Nam mình. Hãy cùng xem video này để khám phá cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TMT Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay TMT Mỹ Đình sẽ đem tới cho các bạn một cái sản phẩm xe tải minivan hoàn toàn mới của TMT. Đó là chiếc xe mà TMT đã rất dày công nghiên cứu, đã rất mất rất nhiều thời gian để phát triển. Nó là một trong những cái sản phẩm được sử dụng cái trái tim, đó chính là cái bộ máy 1.2 có độ bền top 1 của Trung Quốc. Các bạn có thể tìm hiểu về cái bộ máy này. Nó là cái máy của DBSK, một cái máy của Socon. Thì nó là một trong những cái sản phẩm mà đầu tiên có cái tiêu chuẩn khí thải hoàn toàn mới là Euro 4 này. Chiếc xe này nó chỉ tốn khoảng 5,5 lít trong 100 km thôi. Nó là một trong những cái điều kiện vô cùng lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe mà vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chở được hàng, vừa chở được người. Đấy, mời các bạn xem qua một chút về cái ngoại hình của cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm mà nếu các bạn ở Trung Quốc, nếu các bạn tìm hiểu một chút về cái sản phẩm này, Trung Quốc cái xe này nó đã bán rất nhiều rồi. Vẫn cái ngoại hình này, vẫn cái logo này, Trung Quốc đã quá nổi tiếng rồi. Đấy, nó là một trong những chiếc xe mà bán chạy nhất, bán chạy thứ hai ở thị trường Trung Quốc, và chiếc xe tải van. Đấy, với cái ngoại hình vẫn được bê nguyên từ Trung Quốc về, đó chính là cái hệ thống đèn pha bằng halogen vẫn được giữ nguyên. Và đèn gầm như này, phá xương, trông nó rất là lạ mắt và đẹp. Đây là một trong những chiếc xe mà ở cái phân khúc của nó là một chiếc xe nhỏ gọn nhất. Chiều dài thì vẫn dài những chiếc xe khác thôi, nhưng mà nó là chiếc xe mà về cái chiều bề rộng, nó là chiếc xe gọn nhất và nhỏ nhất. Lần đầu tiên mình lên cái xe này, mình bán rất nhiều xe van rồi. Xe van nào mình cũng bán, Đông Ben, Kenbo, Photon, rồi Suzuki. Thì cái chiếc xe này nó cho mình một cảm giác là rất nhỏ gọn và cho các bạn luồn lách được rất nhiều các cái địa điểm, rất nhiều các cái khu vực khó đi. Đấy. Ở bên hông này các bạn nhìn này, cái hệ thống gương được làm to bản, chắc chắn và một tông màu đen thôi, nhựa đen thôi, nhưng mà tạo cho chúng ta cảm giác nó liền mạch của nó cụ thể. Đấy, ở đây là cái logo và cái tem của cái sản phẩm này. Mình không biết là hai cái đường đan vào nhau này nó có tác dụng gì, nhưng mà mình thấy nó không đẹp. Đây là tên của sản phẩm K05S. Khi mà TMT giới thiệu cái sản phẩm này, nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản xe 2 chỗ là K02S và một phiên bản 5 chỗ là K05S. Thì đây là cái sản phẩm 5 chỗ đấy. Một điều đặc biệt thứ hai là khi các bạn mở cái khoang chở người ở đằng sau ra, các bạn thấy là nó đã được lót sẵn sàn inox như này. Một cái chiếc xe mà tải van mà chở được 5 người mà có chiếc sàn như này là một trong những cái điều vô cùng đắt giá. Bền hơn và các bạn sẽ không sợ bẩn ở khoang sau. Ngoài ra thì cái chiếc ghế này hoàn toàn có thể gập ngược lên hàng ghế trước. Đó là một trong những cái ưu điểm, một trong những cái ưu thế của cái sản phẩm này so với những sản phẩm khác. Đó. Với các bạn ra đằng sau chúng ta sẽ có cái gì? Đằng sau chúng ta sẽ có cái logo của DBSK này. Mà nhìn này, đây là một cái cam lùi được tích hợp sẵn. Chưa tới 270 triệu các bạn có sẵn một cái màn hình cam lùi camera hành trình mà nó có một cái màn hình LCD 9 inch rồi. Đó là một điều mà nếu chúng ta lắp ngoài chúng ta sẽ mất khoảng tầm 6 đến 7 triệu rồi. Đấy. Ở đằng sau này là một cái khoang chở hàng với cái trọng lượng chở hàng tối đa là 700 kg, cũng được lốp sẵn sàn như này, rất là đẹp. Đằng trước được cải tiến hơn, đó chính là một cái nhà máy cũng đã lắp sẵn cho chúng ta một tấm chắn điều hòa chính hãng. Chúng ta không cần phải làm ngoài nữa, xấu. Đây, tấm chắn điều hòa chính hãng luôn, đẹp luôn, lắp vào kít hình kịp luôn các bạn. Mời các bạn vào trong khoang nội thất, chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội thất của cái chiếc xe này. Điều chúng ta cần ở một chiếc xe tải van là gì? Đó chính là những cái trang bị rất cần thiết của các bác tài xế. Thứ nhất là trợ lực lái điện, điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện. Và đặc biệt là cái bộ màn hình camera lùi, camera hành trình 9 inch to như này. Đây là bộ chính hãng của nhà máy TMT, cam lùi rất là rõ ràng, rõ nét. Khi mà mình thoát ra, có tiếng Việt đàng hoàng, đấy, đầu thu Android. Cái này các bạn lắp ở ngoài cũng sẽ mất khoảng tầm vài triệu. Đấy, ngoài ra thì tất cả mọi thứ cũng rất quen thuộc.
Các bạn có thể nhìn qua đây, chúng ta sẽ có hai cái khóa điện. Đây, hai cái khóa điện đây. Khóa điện chính hãng của nhà sản xuất. Tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc thôi. Các bạn tài bác tài cần gì thì chiếc xe này sẽ có những cái thứ đó. Ok, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, như mình nói lúc đầu đó, nó là một trong những sản phẩm mà có cái giá vô cùng hấp dẫn. Nếu các bạn trả góp, các bạn chỉ cần có từ khoảng 55 triệu là chúng ta có cái sản phẩm này rồi. Nó là một trong những cái chiếc xe sinh sau để muộn, và nó mang cho mình rất nhiều những tinh túy, rất nhiều những cái mới, những cái tốt mà những cái hãng khác, những cái chiếc xe khác hiện tại trên thị trường chưa có. Đấy, khi ra một dòng xe sản phẩm mới thì họ phải tự tin nó có những gì, nó chất lượng ở đâu thì họ mới dám giới thiệu ra thị trường cái sản phẩm đó. Mời các bạn có thể lái thử cái sản phẩm này. Mình cam đoan với các bạn cái cảm giác lái của cái sản phẩm này sẽ không kém những cái sản phẩm mà 300 triệu. Nếu các bạn quan tâm đến nó, cần tư vấn thêm, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Chân thành cảm ơn.